12 người đàn ông phải ngồi cùng nhau trong một căn phòng kín. Họ là bồi thẩm đoàn cho một vụ án giết người. Nghi can là một cậu trai 18 tuổi, án phạt mà tòa đưa ra là ghế điện. Và họ là những người nắm quyền quyết định sống chết của cậu. Trời nóng, quạt hỏng, cửa sổ kẹt. Trong đầu những người đàn ông bây giờ không có gì khác. Ngoài khao khát muốn trở về căn phòng ngủ có điều hòa để sơ ti vợ và chơi ném bóng với con trai của mình. Nhưng không phải cùng lúc. Phiên tòa gần như đã ngã ngũ, chỉ còn chờ họ nhất trí thôi là một cậu bé sẽ bị tử hình. À, thôi anh em vốt nhanh cho xong chứ nhỉ? Ai cũng nghĩ rằng nghi can có tội, chỉ trừ bồi thẩm viên số 8, anh ta bỏ phiếu chống. Những người khác rất ngạc nhiên vì trong suốt phiên tòa, người ta đã chứng minh là thằng nhóc đâm bố nó. Nhưng số 8 lại nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. Tôi xin mọi người, tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện thêm một tí thôi. Anh cô đơn không? à? Không. Anh chắc chắn là đang cô đơn đấy. Tôi có thể dắt anh đi xem bóng với tôi tối nay. Bây giờ thì ai cô đơn chứ hả? Thôi nào, đây là mạng sớm của một người đấy. Đừng trong vái như thế. Bất đắc dĩ, 11 người còn lại đành phải lắng nghe những gì mà số 8 cần phải nói thằng cu sinh ra trong nghèo đói, mẹ mất sớm, phải sống trong nhà tình thương đến một năm rưỡi để chờ bố nó mãn hạn tù. Và khi bố nó ra tù, ông ta gõ nó binh bong mỗi ngày như thể đầu nó là một cái trống còn lão thì có buổi hòa nhạc vào ngày mai. Đó không phải là vấn đề, vấn đề là một củ sư hào hữu cơ, còn được chăm sóc tốt hơn nó. Tôi sống từng này tuổi rồi tôi gặp bao nhiêu kiểu người và cái kiểu thằng nhóc này tôi rõ lắm cái kiểu xảo trá gian manh thì trong trứng rồi Ông già số 10 mạnh mồm phản bác, sặc mùi định kiến Những người đàn ông bèn quyết định rằng họ sẽ dùng lý lẽ và bằng chứng để thuyết phục số 8 Tôi nghĩ là có tội Số 2 nói Anh dựa vào đâu mà nói thế? Nguồn, trust me bro Cái gì? Anh muốn lý lẽ thì tôi sẽ cho anh lý lẽ Và tính tôi đã nói là phải ra ngôi ra khoai Này nhá Ông già ở căn phòng ngay dưới nơi vụ án diễn ra Ông ấy nghe tiếng ồn lúc 12 giờ 10 Ông ta nghe thằng nhóc hét Tôi sẽ giết ông Rồi liền nghe tiếng ai đó ngã Ông vội chạy ra cầu thang tòa nhà khi thấy thằng nhóc vọt xuống. Từ khi nghe tiếng hét tới lúc ông ta ra đến cửa chỉ tầm 15 giây, thời gian quá khớp, thằng nhóc có tội. Rõ ràng, thằng nhóc bảo lúc đó nó đi xem phim, nhưng nó lại chẳng nhớ phim gì, ai đóng và OST là bài nào. Người phụ nữ nhà đối diện còn thấy nó giết bố nó mà. Đúng, cô ấy nhớ rõ ràng. Đã khuya rồi cô ấy ngồi đếm sao nhưng lại thấy một thằng nhóc thọc con dao vào người bố nó. Căn hộ thằng nhóc chỉ cách nhà của ta một cái đường tàu, cô ta không nhìn nhầm được lúc đó có tàu đang chạy qua trên tàu không có khách anh không tin thằng bé tại sao anh lại tin cô ta là vì màu da đúng không này 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 anh đừng có mà vu khống tôi phân biệt chủng tộc là một tội ác tội ác là đặc điểm của lũ sneakers số 5 từ chối đưa ra quan điểm và nhường lời tranh luận cho số 6 tôi tôi tin á giết người phải giống đổi xe phải có động cơ tử tế nhân chứng đã nghe thấy nó với ba nó tranh cãi từ trước rồi lúc 7 giờ tối và cả tiếng thằng cụ bị bố đánh hai phát trước khi nó bỏ ra khỏi nhà đó động cơ đó nhưng nó bị đánh suốt mà nó quen rồi đây 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 các anh thấy ông này cứng đầu chưa thằng cũ này học hết mẫu giáo không một phía bé ngoan 15 tuổi ăn trộm ô tô móc túi đấu dao cho nó một cái bộ cơ động 3 d và nó bắt đầu đến giết tài tần lực luôn đừng nói là một ông bố Cái con bây giờ nó thế đây này anh xem con trai tôi đây này từ một tháng nhóc 9 tuổi nhút nhát tôi đã biến nó thành một người đàn ông tôi thể nếu ý của ông ý tôi là dạy nó cách nói chuyện bằng nắm đấm và nó đấm bố nó luôn cho cẩn thận thằng chó đó biến mất đã hai năm rồi <laughs> cái loại thằng này kiểu gì trả vào tù ra tội lại còn sống ở khu ổ chuột chứ. Bây giờ tới lượt anh đấy, tại sao anh lại nghĩ là nhóc vô tội? Tôi thấy tất cả những lập luận của bên công tố rất là sơ sài, chỉ có một người khai là tận mắt chứng kiến và một người khai là đã nghe tiếng ồn và thấy thằng nhóc chạy đi. Nếu họ sai thì sao? Còn con dao bấm mà người ta tìm thấy trên ngực ông bố thì sao? Con dao mà thằng nhóc mua ngay trước khi xảy ra vụ án ấy. Thằng nhóc bảo nó rời khỏi nhà lúc 8 giờ sau khi bị bố tát, nó bị đấm nó bị đánh ok chưa và sau đó nó đi mua một con dao bấm cũ rồi gặp lũ bạn trước quán rượu lúc tám giờ bốn đúng chưa rồi thằng cu về nhà lúc 10 giờ sau đó nó khai là đi xem phim lúc 11 một rưỡi về nhà lúc ba giờ mười thấy bố chết và bị gô cổ ngay khi nó bước vào nhà đúng nó bảo con dao rơi khỏi túi nó khi nó đi xem phim đam mê điện ảnh như vậy mà không nhớ phim tiền gì ai đóng và ost là bài nào đây con dao nó đây nó làm rơi thì sao mà con dao sạch bóng không giống vân tay thế này được lỡ ai đó có con dao y hệt thì sao không thể có được, con dao này là độc nhất, hàng limited bạn ơi. Đấy, nó phải ra ngô ra khoai. Thì sao chứ? Chả chứng tỏ được gì cả. Sao lại không? Chả chứng tỏ được gì cả. Cứ loay quay thế này thì tôi nhóm lửa anh dựng lều và ai thuộc bài hát La Vista nào. Thôi bây giờ bầu lại đi. Nhưng lần này tôi muốn 11 người các anh bầu ẩn danh. Nếu các anh vẫn bầu có tội, tôi sẽ theo các anh. Nhưng nếu có một người đổi ý, thì chúng ta thảo luận tiếp Họ tổng hợp từng phiếu bầu lại, từng lá phiếu được mở ra Và ở lá phiếu thứ 10, hai chữ vô tội là có thể đọc được Số 10 và số 3 tỏ thái độ bất mãn thấy rõ Và ánh mắt của họ hướng về số 5 Nhưng ông cụ số 9 mới là người đã đổi ý Không hẳn là vì đã bị thuyết phục Mà vì muốn nghe thêm trước khi đòi đẩy một cậu nhóc lên ghế điện Số 7 chán ngán rời khỏi phòng Nên số 1 bèn quyết định mọi người cùng giải lao 5 phút Hay quá, đang cần chút không khí Tôi đi cầm một điều thuốc còn tôi thì cần một cốc cho sếp. Số 8 vào toilet và có hai cuộc trò chuyện ngắn. Một với số 7, một với số 6. Cả hai người họ đều cho rằng số 8 đã sai và đang làm phí thời gian của mọi người. Cuộc bàn luận sau đó tiếp tục. Ông lão ở tầng dưới thì sao? Số 3 bắt đầu. Ông ta nghe tiếng thằng cu đòi giết bố nó. Qua cả lớp trần nhà Mỹ này á? Qua cửa sổ, cửa sổ các phòng đều mở, trời nóng mà. Ông ta già rồi và có thể ông ta nhầm và cả người phụ nữ ở nhà đối diện cũng đã thấy cảnh thằng nhóc đâm bố nó. Thế có ai biết tốn bao lâu để một một đoàn tàu trung bình chạy qua chỗ đó không? 10 12 giây. Rất quyết đoán, còn những người khác thì sao ạ? 10 giây. 10 giây đi. Thế có quý ông nào sống gần đường dây tàu hỏa không? Nếu có thì phải biết rằng khi tàu đi qua, nó ồn đến nỗi Beethoven cũng phải bị tai. Ồn cỡ đó thì làm sao mà ông già có thể nghe tiếng thằng nhóc giết bố nó? Chắc ông già nhầm linh tinh thôi. Ừ, ý tôi là làm sao mà người ta có thể khai chính xác từng tí được? Không chính xác mà đòi nướng thằng nhóc trên ghế điện à? Và thế là tư tưởng của những người đàn ông lại một lần nữa lung lay Thế ông già nói xạo để làm gì? Sự chú ý Có mà ông mới thèm chú ý đấy Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà ăn nói trả ra ngôi ra khoai gì Ê hey, đừng có vậy nha Kính trên nhường dưới nha Nè cụ tại sao cụ lại nghĩ vậy? Tôi quan sát áo ông rách vai Quần ông có vài mảnh vá Bước đi chậm chạp và cố giấu cái chân đau Những biểu hiện của một người đã vô hình cả đời rồi không được chú ý, không được quan tâm. Chẳng ai muốn nghe ông ta nói chuyện kể cả khi ông ta có đang gọi món trong nhà hàng. Và khi thấy cơ hội để lên trang nhất New York Times, ông ta đánh liều và nói những điều mà ông ta không chắc là sự thật. Để biết cảm giác được lắng nghe là thế nào. Và sau đó thì ông ta hóa thành kỳ lân và ăn ngũ cốc Milo cùng với Putin à. Tóm lại thì lời khai của ông Mỹ không còn đáng tin nữa Nhưng Thằng nhóc đã thét là nó sẽ giết bố nó Và nó thật sự có ý đấy Làm gì có ai ngu đến mức hét to tội ác mà mình sắp phạm Chúng nó mà khôn tôi đã mua năm thằng Biết là free ship. Số 5 bây giờ quyết định đổi ý, tỷ số bây giờ là 9 có tội và 3 vô tội. Mấy ông đi viết sách cô đi, đây bảo là nó có tội, luật sư của nó còn không thèm bào chữa cho nó cơ mà. Luật sư công cho tòa chỉ định mà. Cãi được vụ này cũng có được bao nhiêu tiền bạc danh tiếng đâu Cãi mỏi mồm xong lương khéo chẳng đủ ăn hai bát táo phớ một tuần Nói đến đây thì số 11 cũng nhận ra Nếu thằng nhóc giết bố nó Thì tại sao nó lại còn quay lại hiện trường ngay sau đó Để rồi bị bắt Nó về nhà lấy sao Lúc đâm thì hoảng quá nên quên, chấn tính lại thì định phi tan chứ gì. Hoảng kiểu gì mà lại lau sạch dấu vân tay trước khi rời khỏi hiện trường. Nhưng rõ là ông ta thấy thằng nhóc chạy khỏi hiện trường. Ông nghĩ nó chạy đi đâu? Tập luyện đền kinh ở thi Olympic à? Cũng có thể. Rồi cái đám này điên cả rồi nói ra nói vào nói ra nói vào. Tôi nói đâu đâu bỏ qua vấn đề chính ở đây. Nó là slip. Tôi bỏ vô tội. Thôi nào. Tám có tội, bốn vô tội. Ông già thì sao? Ông già vọt ra mở cửa và thấy thằng cu chạy qua Nhưng ông già bị đau chân mà Làm sao mà trong 15 giây ông mới chạy từ trong phòng ngủ ra đến cầu thang được Tôi muốn xem sơ đồ tòa nhà Còn tôi muốn nấu chè từ Philip Hà Hồ ông, ông, ta có thể sai mà Ý tôi là ông ta già rồi Ông ta có thể lú cả ngày cũng được Làm Sao mấy người khẳng định là ông ta không lú Nhưng người thực sự lú là số 3 Ông ta vừa tự che bai tính xác thực của nhân chứng Và sơ đồ tòa nhà cũng ủng hộ lập luận của số 8 Vậy là lời khai của ông già tầng dưới không còn đáng tin nữa không ra ngô ra khoai gì cả Rõ ràng là nó có tội Bỏ nó lên ghế điện đi Vì công lý Ông nghĩ ông là ai? Thành viên cốt cán của Avengers à? Ông chỉ đang muốn hãm hại cậu bé thôi Chẳng vì công lý còn mẹ gì cả Tao sẽ khiến cho phổi mày không thể cung cấp oxy Để các tế bào dẫn đến sự ngừng hoạt động của các cơ quan nội tạng Tao sẽ giết mày Thế ông có thực sự định giết tôi không? Từng lập luận của số 3 đang bị bẻ gãy Và bên ngoài trời đang xám xịt dần đều Những người đàn ông lại bỏ phiếu lần nữa Sáu có tội, sáu vô tội Cái bị cái gì đấy Ông ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra đấy Lần bầu chọn này chỉ còn số 1, 3, 4, 7, 10 và 12 là bầu có tội Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, xua tan cơn nóng và làm nguội bớt phần nào cái đầu của những người đàn ông Chứ người đàn ông đã mua vé đi xem bóng Bây giờ thì về chuyện thằng cu nói nó đi xem phim Nó vừa bị bố tát, nó bực bội, chắc nó khó mà tập trung xem được chứ Kể cả thế thì cũng phải nhớ OST chứ Thằng nhóc bị thẩm vấn trong bếp, xác bố nó ngay phòng ngủ anh có thể bẻ gãy chân tôi chứ không thể bẻ được lập luận của tôi đâu. Anh đã ở đâu 9 giờ tối qua? Ở nhà. Và tối trước đấy? Về nhà lúc 8 rưỡi và đi ngủ ngay sau lúc đó. Và tối trước đấy nữa? Tôi đi xem phim với vợ Scarlet Circle. Điệp khúc bài OST là gì? Ờ... Đấy là bố anh chưa tắt anh đấy Số 2 giờ nảy ra suy nghĩ về vị trí đâm dao Thằng nhóc thấp hơn bố nó gần một cái đầu Nên muốn đâm dao vào tim ông ta thì hơi vô lý Đúng vậy Vì với những kẻ lớn lên trong môi trường mà đâu đầu cũng là phòng chơi dao Đã dùng dao bấm thì phải đâm từ dưới lên Thôi tôi đổi phiếu vô tội Tôi chán rồi Chán á? Anh là cái kiểu người gì đấy? Chúng ta đang nói về tính mạng một người đấy Anh muốn bỏ phiếu vô tội thì nói lý do ra ừ, Tôi không nghĩ nó có tội Tôi muốn bầu thêm một lần nữa Chín vô tội, ba có tội cái lông chúng mày dồ hết cả rồi tất cả những cái chi tiết mà chúng mày mang ra chẳng có ý nghĩa gì cả cái gì mà xem phim mới chả mất dao cái loại chúng nó sinh ra đã giả dối rồi cái loại chúng nó giết người nhìn ngoé cái loại chúng nó có tí men là chả biết đúng sai thôi đấy là bản chất của người chúng nó rồi chúng mới làm gì có cảm xúc như người khác mọi người lặng lặng giờ chỗ ngồi và quay lưng đi khỏi những lời mang nặng định kiến từ ông già số 10 kể cả số 3 và số 4 là hai người còn lại của phe có tội cũng phản đối thái độ và cách nghĩ của ông Ông lão to mồm sững sờ trước cách mọi người phản ứng, ngồi nghiệt ra một góc, Số 8 giờ muốn phe có tội đưa ra lý do cho sự quả quyết của họ. Số 3 và 4 vẫn vin vào lời khai của người phụ nữ nhà đối diện. Cô ta đã mô tả thằng nhóc đập bông già nó từ trên xuống và phòng cô ở ngay đối diện có cửa sổ nhìn thẳng sau phòng họ. Cô không thể nào nhìn lầm được. Đó vẫn là lời khai uy tín nhất. Số 4 vừa khẳng định vừa tháo kính xuống và dụi sống mũi nơi gặp kính ông ta để lại hai vết hằn. Và ngạc nhiên chưa, ông lão số 9 đã thấy người phụ nữ kia dụi mũi y hệt với hai vết hằn y hệt. Một người phụ nữ lần đầu xuất hiện trước công chúng ông đoán thì có thể cô ta sẽ muốn tháo kính ra để nhìn xinh hơn và nhiều khả năng là cô ta có vấn đề về thị lực. Ông không hề bịa ra chuyện này vì cả số 4 cũng đã thấy những vết hàn và động tác đó. Rồi thì cô ta sự xấu nên không đeo kính, nhưng ở nhà phải đeo chứ. Lúc 12 giờ đêm và chuẩn bị đi ngủ ư? Để làm gì? Để nhìn cho kỹ sự cô đơn của mình à? Nếu thằng cu đâm ra xong chạy thì cô ta làm sao kịp đeo kính vào mà thấy? Sao anh biết cô ta không thấy? Anh có ở trong nhà với cô ta đâu? Cô ta bị viễn thị thì sao? Sao anh biết? Thế anh có ở đó không? Sao anh biết cô ta thấy? Đến đây thì số 10 cũng đổi ý, số 4 cũng đã bị thuyết phục. Các ông chả ra không có ra khoai gì cả, còn mọi chứng cứ khác thì sao? Chứng cứ nào nữa? Nói ra xem. Ông già thấy mọi thứ còn gì? Ý tôi là uh, còn con dao nữa. Ông già thấy nó chạy ra ngoài cầu thang. Bao nhiêu giây thì quan trọng cái gì? Tàu thuyền phi ảnh quan trọng cái gì? Kính kiếc không quan trọng. Mọi người chỉ im lặng nhìn trong khi số 3 la hét một cách giận dữ và chưa tay làm rơi ví để lộ ra tấm ảnh con trai ông ta. Số 3 chỉ đang chút nỗi bực tức và thất vọng về cuộc đời của mình lên đầu một cậu nhóc xa lạ mà ông chưa từng tiếp xúc. Khi ông đau đớn tự nhận ra điều đó, ông cũng bỏ phiếu vô tội. 12 người đàn ông cuối cùng đã thống nhất quan điểm và lục đục ra về. Trong căn phòng chỉ còn là những mẩu thuốc, những tờ ghi chú, một bức ảnh đã bị xé nát, vài thứ vụn vặt khác. Và hơi giờ mà có dĩa cầm giang dưa bò nhỉ. Đói quá.